Liên tục trong một thời gian dài, bà Lê Thị Như Lan gửi đơn kêu cứu các cơ quan như Tòa án, Thi hành án tỉnh Lâm Đồng với nội dung rất rõ ràng là căn nhà số 263 tổ 12, thôn Lâm Tuyền, thị trấn Đờ Rang, huyện Đơn Dương không phải là tài sản của bà. Thế như điều mà Tòa án tỉnh Lâm Đồng căn cứ vào các lời khai của những người không liên quan, thậm chí nhân chứng Lê Lạc còn nói. Cái này là tôi không có nhận 135 chỉ vàng để mua nhà cho thầy Bảy với cô Lan. Mà cái điều đó nếu mà tòa mà nói vậy là vu khống, không có căn cứ, mà không có đúng. Thì cái nói chung là xem cái biên bản của tòa như vậy là không có đúng. Cái thứ nhất là gì? Là tôi không có quan hệ bà con mật thiết gì với gia đình họ. Còn cái chuyện mà giao dịch mua bán nhà này cũng không có biết thôi, chứ còn cái chuyện mà trực tiếp thì không có. Còn khai trong này là vi phạm pháp luật, chứ không phải là còn cái chuyện là tòa mà làm như vậy là không có đúng. Nếu mà xem vô đây thì có khả năng là khởi kiện lại cái người làm cái biên bản này. Tại đây là vi phạm pháp luật, thì tôi đâu có khai, đâu có biết cái vụ này mà nó ghi vô đây là ông Lê Lạc là khai như vậy là không đúng. Nhưng thẩm phán Bùi Hữu Nhân, Tòa án tỉnh Lâm Đồng vẫn tuyên án hủy giấy quyết định chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của bà Lê Thị Xuân Thảo, giao toàn bộ nhà đất cho bà Lê Thị Như Lan, người đã liên tục kêu cứu đến các cơ quan chức năng là không phải tài sản của mình. Một bản án được Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên án để thi hành án lại dựa hoàn toàn trên lời kể lại của các cá nhân liên quan và ngang nhiên bác bỏ hoàn toàn các giấy tờ, chứng cứ rõ ràng bằng văn bản giao dịch dân sự hợp pháp được cấp giấy tờ của các cơ quan chức năng của nhà nước. Tôi kêu oan, người ta chỉ dựa vào cơ sở trong một cái bản án. Trong một bản án của ông Nhân là cơ sở là nhà của bà Lan Bảy, chấm hết. Không có một cái bằng chứng nào cụ thể là rõ ràng là tiền tôi hay tiền ông Bảy hay này không có. Để bịa ra nào là không là anh thấy không? Chưa vừa mới đưa ra xét xử là hủy bản án, rồi thi hành án thì không cho tôi xuất cảnh. Có phải là khủng bố không? Có phải khủng bố tinh thần của chúng tôi không? Để làm rõ hơn những nội dung trong đơn kêu cứu của bà Lê Thị Như Lan gửi tới báo điện tử Tầm Nhìn, chúng tôi đã tiếp cận với bản án số 08-2015-GS-ST ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc kiện đòi tài sản và yêu cầu chia tài sản thuộc sở hữu chung. Trong bản án này, nguyên đơn trong vụ án là ông Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1956. Nay ông Bảy khởi kiện yêu cầu tòa án buộc vợ chồng ông ruộng, bà Thảo trả lại nhà đất diện tích 3.111 m² thuộc thửa 377, tờ bản đồ số 17 tại số 263, tổ 12, thôn Lâm Tuyền, thị trấn Đờ Rang, huyện Đơn Dương cho ông để chia tài sản thuộc sở hữu chung giữa ông Bảy và bà Lan, vì đây là tài sản chung của vợ chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. Chuyện thật như đùa, với những chứng cứ ông đưa ra có liên quan tới thửa đất đang tranh chấp như sau. Bản photo đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất của bà Lê Thị Xuân Thảo ngày 28 tháng 7 năm 1998, bản photo đơn xin xác nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất thổ cư của bà Đinh Thị Xuân ngày 7 tháng 3 năm 1994, bản photo giấy chuyển nhượng đất ngày 20 tháng 5 năm 1998 của vợ chồng ông Nguyễn Văn Ấm và bà Đinh Thị Xuân cùng các con anh Nguyễn Văn Dũng, anh Nguyễn Văn Lạc, anh Nguyễn Văn Thu là bên chuyển nhượng. Bên nhận chuyển nhượng là vợ chồng ông Nguyễn Văn Bảy và bà Lê Thị Như Lan, nhưng không có chữ ký của ông Bảy và bà Lan trong giấy chuyển nhượng. Có một giấy tờ gì để chứng minh thửa 377, tờ bản đồ số 17 tại số 263 tổ 12, thôn Lâm Tuyền, thị trấn Đờ Rang, huyện Đơn Dương là của ông Bảy và bà Lan. Đến cả giấy tờ chuyển nhượng cũng không có tên của ông bà. Trong khi đó, bên bị đơn là bà Lê Thị Xuân Thảo lại có những chứng cứ rõ ràng về quyền sử dụng nhà và đất của mình trên thửa số 377, tờ bản đồ số 17 tại số 263 tổ 12, thôn Lâm Tuyền, thị trấn Đờ Rang, huyện Đơn Dương. Đó là bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S074305 đứng tên bà Lê Thị Xuân Thảo, bản photo tờ đơn xin xây nhà của bà Thảo có ông Đinh Văn Liễm, trưởng thôn Lâm Tuyền xác nhận ngày 24 tháng 1 không rõ năm. Bản photo giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 21 tháng 5 năm 1998 giữa bên chuyển nhượng là ông Nguyễn Văn Ấm, bà Đinh Thị Xuân với bên nhận chuyển nhượng là bà Lê Thị Xuân Thảo, có chữ ký của chị Bùi Thị Lệ Thu, anh Nguyễn Văn Thu, anh Nguyễn Văn Dũng, chị Nguyễn Thị Bốn, anh Nguyễn Văn Lạc, chứng thực của trưởng thôn ông Đinh Văn Liễm. Tất cả các giấy tờ đều có đủ chữ ký của các bên liên quan và chữ ký của chính quyền địa phương, tuyệt nhiên không hề xuất hiện chữ ký của ông Bảy và bà Lan. Năm 98 là cô có lên đây cô mua một cái giường là 135 chỉ vàng, rồi đó là tiền của cô mua, rồi chứ không có ai mà đưa tiền cho cô mua hết, không có ai hết á. Cũng như là tiền của vợ chồng cô là làm ra rồi, cũng như lên đây là mua giường cho con cháu nó làm á. Ông Bảy ông kiện là ông nói là của ổng, tiền của ổng mua mà không có, thiệt sự không có, tiền là tiền của cô, hai vợ chồng cô mua. Cũng như có sổ đỏ tên cô luôn, rồi có người làm chứng, cũng như cô mua tại nhà ở đây luôn. Hồi đó thì nhà gỗ, bây giờ cô xin xây nhà xây. Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương cũng có trình bày với tòa trường hợp của bà Lê Thị Xuân Thảo tại đơn đăng ký xác nhận nguồn gốc. Bà Lê Thị Xuân Thảo nhận sang nhượng năm 1998 từ hộ ông Nguyễn Văn Ẩm đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính và lệ phí trước bạ, thuế chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đã được Hội đồng xét cấp của Ủy ban Nhân dân thị trấn Đờ Rang xác nhận. Đã được Ủy ban Nhân dân thị trấn Đờ Rang lập tờ trình số 01/TT/UB ngày 17 tháng 4 năm 2001, trình Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Xuân Thảo là đúng trình tự thủ tục theo quy định. Với những chứng cứ các bên đưa ra như vậy, nhưng cuối cùng tòa ra một quyết định hết sức vô lý, đó là hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ký hiệu S074305 do Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương cấp cho hộ ông bà Lê Thị Xuân Thảo ngày 23 tháng 5 năm 2001, giao toàn bộ đất có diện tích là 3.111 m2 thuộc thửa 377, tờ bản đồ số 17 tại số 263 tổ 12, thôn Lâm Tuyền, thị trấn Đờ Rang, huyện Đơn Dương cho bà Lê Thị Như Lan được quyền sở hữu theo quy định pháp luật. Vô hình dung với quyết định của mình, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang cho rằng Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương đã làm sai quy định của nhà nước khi cấp quyền sử dụng đất cho bà Lê Thị Xuân Thảo và buộc người không liên quan là bà Lê Thị Như Lan phải nhận một khối tài sản khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Nhưng mà tại sao ông Nguyễn Văn Bảy, ông nói là ông gửi tiền, đưa tiền cho vợ chồng tôi, không có một cái đồng nào hết, không có giấy, không có chứng từ nào hết. Mà tại sao ông kiện tổng, ông nghĩ là bán tài sản của vợ chồng tôi để chia cho ông, cho nên tôi không đồng ý, vợ chồng tôi không đồng ý. Ông Bảy, ông kiện tổng, ông đòi lấy nhà của vợ chồng tôi thì vợ chồng tôi rất mỏi mệt lắm, rất âu lo lắm. Tại vì không cho vợ chồng tôi để mà làm ăn, đầu óc của vợ chồng tôi lúc nào cũng là bận rộn, mỏi mệt. Tôi sẵn sàng, nếu mà ai làm chứng cho ông mà kiện đến tôi nữa thì tôi sẽ sẵn sàng tôi kiện lại. Tại vì nhà của tôi, tài sản của tôi mua, cho nên bất cứ tòa chỗ nào tôi cũng vẫn đi. Như vậy, với những gì xảy ra trong bản án thì đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Lê Thị Như Lan về việc thẩm phán Bùi Hữu Nhân tại Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng lợi dụng chức quyền vi phạm tố tụng dân sự với bản án số 8/2015/GS-ST ngày 22 tháng 7 năm 2015 là hoàn toàn có cơ sở. Phải chăng có sự mua chuộc nhỏ to để một vụ việc với những chứng cứ vô cùng rõ ràng lại được ra quyết định tuyên án một cách tréo ngoe như vậy? Qua phóng sự này, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ để tránh gây oan sai cho người dân, mà cụ thể là bà Lê Thị Như Lan đã 10 năm kêu cứu đến các cơ quan chức năng phủ nhận tài sản không phải của mình, nhưng Tòa án tỉnh Lâm Đồng do thẩm phán Bùi Hữu Nhân cố tình buộc phải nhận tài sản, dù căn cứ chỉ là lời khai mà không có chứng cứ cụ thể. Hiện tại cần xem xét lại các bản án có dấu hiệu oan sai được các tòa án cấp sơ thẩm ở các cấp thành phố, huyện hay tỉnh thành ở các nơi nhiều khi đã vô tình gây bức xúc trong nhân dân, dẫn đến trào lưu mất niềm tin vào hệ thống tư pháp của đất nước vì có oan sai, do vậy dẫn đến khiếu kiện dài và thực sự gây áp lực lớn đến hệ thống tòa án cấp cao phải giải quyết. Điển hình như vụ án bưu điện Cầu Voi đang làm cho dư luận xã hội có nhiều bất ổn, cũng như các cơ quan chức năng phải vào cuộc để giải quyết.